Mình đang đi trên đường Lê Lợi, thành phố Hội An, số 25. Thì mình thấy một cái gánh chè sinh tố của cô Hoa rất là hấp dẫn các bạn ơi. Có nhiều người đang mua nè. Wow, cô Hoa đang bán chè cho khách nè các bạn. Wow, nhìn gánh chè hấp dẫn quá các bạn ơi. Từ lâu về quê hương thấy một món chè rất là ngon nè. Đang lấy đá để lấy cho khách. Mình ở đây là có những loại này á cô Hoa. Ở đây cô Hoa có bán nè, xoa xoa hạt lựu, chè thái bà liên, sữa chua nếp cẩm, nước chanh cam và nước chanh dây nha các bạn. Các bạn nào đi trên đường Lê Lợi thành phố Hội An á, số 25 thì các bạn hãy ghé thưởng thức nha. Có cô Hoa bán ở đây được lâu chưa hàng? 22 năm. 22 năm hả? Dạ. 22 năm mùa hè là cô Hoa bán ở đây. Dạ. Mùa mưa là cô Hoa bán mà con thấy sẽ bán cô Hoa còn hấp dẫn hơn sẽ chè. Bán bằng phòng bự đi con này. Dạ. Là bán bên phòng hả? Không, bán đủ thứ bán. Dạ. 17 cây thảo cho thấy một cô như là một cây thảo là 17 cây thảo. Dạ. Lúc nào là cô cũng bán ở địa chỉ 25 Lê Lợi nữa hả? Đi quăm rồi trừ trưa là cô đợt nay cô mới dừng chân. Dạ. Yeah. Hai ba giờ là cô xuống đường thân đi chân. Dạ. Yeah. Cái nguyên liệu làm bánh này, làm chè này thì có những cái gì cô giới thiệu giúp con được không? Đây là thịt đen nè, là lá bắp bắp còn nạo ra con nè. Dạ. Đây là rau cao. Rau cao. Đây là bột lọc tự mình làm. Yeah. Đây đậu xanh, đây nước đường, đây nước dừa. Dạ. Yeah. Đây là mang. Dạ. Yeah. Là chú nếp cầm cũng tự mình làm, mà bữa đi trời mưa dông cô Hoa cũng làm, trời nhiều. Yeah. Bạn cũng thấy chứ. Dạ. Yeah. Là mấy món này là tự cô Hoa nấu hết luôn? Cô Hoa còn mình đi là mình tự lại. Dạ. Yeah. Cái bí quyết mà nấu bún chè này thì của gia đình mình hay là cô tự nấu? Là cô tự nấu hết luôn, tự nghĩ bí quyết nấu luôn. Dạ. Yeah. Và nhìn hấp dẫn các bạn. Ở cái ở đây con thấy cái chè liên à? Chè bà liên chè thì là phải hút lạnh. Dạ, cái chè bà liên thì cái gốc tích của cái loại ở đây nằm bên lại vô mình bạn. Dạ. Nhưng mình phải hút lạnh chứ không để ra ngoài làm hư. Mà cũng không sốt hút lạnh. Là ở Đà Nẵng là có một cái chè thái bà liên rất đúng là rồi, nổi tiếng. Nổi tiếng đúng rồi. Như họ bỏ cô 20 ngàn rồi cô đang bán 15 ngàn. Rồi bên vận chuyển có nợ mà. Dạ. Mình bán ở đây từ mấy giờ con? Cô đi hồi 11 giờ cô đi trên phố, cô mở dân lại đây là con tự. Dạ. Ủa là 11 giờ mình mới bán hả? 11 giờ mình mới xuất hành chứ chè ai ăn sợ. Dạ dạ hả. Thì ở đây mình bán tới mấy giờ con hả? Từ 3-4 giờ hết, mà chung là nhiều cái khách đông thì 1-2 giờ cô hết rồi. Không 13-4 giờ. Dạ. Mình bán ở đây khách chủ yếu là khách nào? Khách bãi đựa sốt sốt đây nè, về khách du lịch. Tay ăn nhiều không? Tay không ăn, tay biết ăn là cá mà thôi, biết ăn nào. Dạ. Bà Hồng Quốc rồi mà đưa ăn chè. Dạ. Như ví dụ bạn du lịch là được 15 ngàn, bạn sốt sốt thì 12 ngàn rồi. Dạ. Cô làm cho con một ly chè thái bà liên đi. Chè thái bà liên cô hết à? Ủa hết rồi hả? Mở tờ in xịt mi mại bình hết à? Dạ. Chỉ còn xoa xoa rồi thôi. Mới giữa trưa mà cô Hoa đã hết chè bà liên bán chạy với các bạn. Các bạn nào muốn ăn chè cô Hoa thì tới sớm nha. Ở cô Hoa đẩy xe đi bán nè. Nhìn cô Hoa là biết cánh chè rồi nha các bạn. Đó, làm con đẩy ly gì đi. Có ly chè gì không? Còn chè gì không? Con chị chè này thôi. Dạ, chè đậu xanh đi. Đậu xanh chấm nước dừa con hiện. Dạ. Nè, okay. Cô Hoa là rất ngon. Dạ. Coi cô Hoa làm ly chè các bạn. Nhìn hấp dẫn ha. Con bò đá vô này, cô dạ. Bò đá vô. Dạ, bò đá vô luôn. Biết không? Rồi con ngồi đang luôn nha. À, ngồi đây hả?
Dạ. Con ngồi đây ăn, con nội bò lấy chưa cho con. Dạ, à, Lina cũng được. Lina ăn, con dạ. Mình đi kia. Có ghế không? Bỏ này ghế biết mày đây con ơi. Wow, các bạn coi nè, chè ngon, rất là ngon các bạn ơi. Như trung bình mình ngày một bán, mình bán được khoảng nhiêu ly chè không? Bán tiền thì biết cầu mà chè thì không biết, tại vì bạn lắm sống thật. Dạ, dạ. Nay bạn được tiền từ. Dạ. Như cái bữa trời nắng là chắc hết sớm nè. 2 giờ, 3 giờ. Chắc chừng là 5 giờ rồi, trời mát. Rồi mình bán này tính sau này có truyền cái biết cách nấu chè thì lại cái con giáo gì bán không? Không. Con chậu này còn hèn làm rồi con ha. Mà nghe đi cực quá không đại nồng luôn. À. Như trong quá trình bán thì cô Hoa có cái kỷ niệm nào vui không? Gặp du khách rồi bán chè có gì vui không? Vui khách ăn vui ngon, cô hãy rồng nói chuyện chị lô chị la à. Ở nói chuyện chị lô chị la cô có hiểu không? Thì nói lông sông rồi đó, hiểu không? Dạ. Yeah. Nói lông sông rồi đó, hỏi cô ở mô đồ rồi đó. À, khách du lịch Tây nó hỏi hả? Cô Việt Nam rồi đấy, với họng hỏi á. Dạ. Cô ở đâu, cái cô ở Đà Nẵng vô cô bạn. Cái cô bạn rồi chiều cô về bằng cái chay, cô về bằng xe buýt. Ủa, là cô ở ngoài Đà Nẵng vô đây bán hả? Dạ. Cô đây 22 năm rồi. Ồ, là sáng là ở ngoài kia là mấy giờ cô đi? 3 giờ. Cô ở đây 9 giờ. Dạ. Sò sò. Còn cái xe này mình gửi người quen. Người quen. Mình náo chàng ngoài Đà Nẵng mình đem vô luôn. Còn như thì cô đi đây ai đem sắt vô. Dạ, đó hả? Vui hả? Tay nó tính tiền mình có dễ biết không? Biết tính tiền không? Ngoài ly chè mà mình biết chứ. Dạ. Họ hai giật mà. Hỏi tiền đánh mình biết. Mình chắc mình bán khi nào hết bán được nữa thôi hả? Muốn hết già rồi đó. Già đi không nổi nữa thôi. Dạ. Chứ kêu kiếm thì cho con mà con mà không chịu. Dạ. Kêu cực. Có nào con nói thôi má đừng bán nữa nghỉ ngơi không? Không, kêu mà làm biết sao, đi lâu rồi 22 năm. Nên nó đẹp mà làm không phải đi không đâu. Như cô Hoa thấy cái khung cảnh Hội An khoảng 22 năm trước sau bây giờ thì nó có thay đổi nhiều không? Hay chứ. Nhưng mà con đường hồi kia hồi xưa vô là đâu có được như đây. Trên là lại đẹp. Đường xưa nó dở lắm à, nó hư hết rồi. Đường một cái ít dân ở đó, mà là hồi xưa không có lùm đèn hồi như đây. Dạ. Cổ lắm, cây mà kinh trang lùm đèn đồ đấy. Hồi xưa không có. Ở đây có xảy ra giật đồ gì không? Giật điện thoại rồi có không? Hồi xưa có, với mấy năm đi trở lại đâu có. Bây giờ an ninh nó tốt quá rồi hả? Đúng rồi, chỗ môn có camera hết công tiền. Dạ. Từ đồ mà có hết cầu. À, có camera khắp cái tiếng phố à? Có camera từ môn có. Như có hoa đựng đi nè. Các bạn coi gánh chè của Hoa nè. Trên một cái xe rất là bé nhỏ nhưng mà rất là đẹp nha các bạn. Trên cô bỏ mấy trái cam được không? Wow, cô Hoa ơi. Như cô Hoa bán vậy như khách mà xem trên kênh YouTube Cẩm Thực á, muốn tìm cô Hoa để ăn chè thì tìm sao ạ? Tới đây. Tới đây, tới số 25 ạ. 25. 12 giờ. 12 giờ. Còn muốn sợ nữa là 11 giờ cô Hoa đi đường Trần Hưng Đạo. Dạ. Là số 25 Lê Lợi. Dạ. Ở đây có nhiều mối quen không?
bán nhiều mối không? Nhiều chứ, như dù ngân hàng rồi cũng biết rồi. Khi là nhớ làm em 7 ly, làm đi em tỉnh lại. Tại vì vô đây lâu rồi mà. Chứ họ cũng ở đây, họ cũng mua rồi chứ giờ ra nặng mà họ không đi được thì mình mua. Mình mua là mình vô, họ đưa mình đi chụp rồi đó các bạn. Dạ, đó hả? Chụp ít rồi dồn lại đó. Của hoa năm nay mấy mươi rồi? 50. À, 50 à? 50 còn trẻ quá ha. Đại và đại đầu ấy không? Dạ. 50 thì chắc làm 3-4 chục năm đó. Không, cỏ. Cỏ đó. Chục năm rồi cỏ với con. 3-4 chục năm nữa nghỉ. Chục năm rồi thôi. Ở trong trong mấy món này, món nào mà chế biến cầu kỳ nhất cơ hoàng? Dễ hết là. Bẹ mù và vô sinh tổ sai. À, cái này. Bắt lên bỏ đường. Dạ. Dễ, mà đi ngày nay là mình phải đựng mít, đựng mình re đây con nè. Rồi xích sau mình chạy, cho ngày nay là dễ chạy đó. Còn đường mà mình cầm. Quá, vậy là trong đêm là thức dậy cũng sớm à? Nó mà tụi về có hoa nạo, năm đầu rồi nạo. À, nấu buổi tối trước. 7-8 giờ. 7-8 giờ tối rồi nấu tới chắc tới khuya hè. Nó, tiện trăm rồi. Về hả? Đi hơi lâu. Dạ. Còn cái cốt dừa mình chỉ biết làm sao hả? Mình mua dừa con nè. Dạ. Mấy họ cọ chỗ bằng dừa họ cọ để ép dừa sẵn rồi. Dạ. Về mình bỏ sữa tươi, rồi sữa đường, sữa muối vô, rồi bỏ sữa bột bèo nữa rau. Dạ. Tự mình rây mất đi làm. Vậy thôi. Vậy là vì do là dừa bằng dừa họ cọ phải mày ép rồi về mình khỏi phải bắt tay. Dạ. Đi họ ép sẵn rồi. Tự lại thôi. Cái chè Thái Bà Liên hình như là nổi tiếng nhất Đà Nẵng đó hả? À. Ủa quán chè nó nằm ở chỗ nào cơ? Chỗ Bồ Cỏ con này, cái chỗ Nguyễn Văn Linh có, cái chỗ chợ Tức Giác cũng có, cái chỗ Hai Dĩ Tập cũng có. Tặng nhiều chi nhánh. À, là có nhiều chi nhánh. Hồi xưa con thấy Đà Nẵng này khách du lịch cũng đông mà. Hồi xưa cô Hoa nghĩ như thế nào mà cô Hoa chọn Hội An làm để điểm bán của mình nè? Là cô Hoa bận đồ đi bạn mà cái vô Hội An bằng đài đi. Dạ. Để biết không phải cái vô Hội An bạn Hoa phải thâu Hội An giờ quen đồ như họ mang không được, cứ đi đài đi. Dạ. Vô sao bận được không cô bạn? Dạ. Hồi xưa không phải là chiếc xe đi, hồi xưa cô Hoa bạn mình kèo bọn nó kiểu rồ thôi bận đi. Dạ. Sao qua thời gian đau cuộc sống mới phải đài có chiếc xe. Dạ. Thì đi rồi mình đầu óc mình măng mặn kia mình chạy cào nó lần lần bên bạn đó mà. Dạ. Thì đi mình lại đầu lên đọc chiếc xe. Thôi có hôm bữa nay là đọc chiếc xe đi là 2,5 triệu. À 2,5 triệu hả? Là 22 năm. Ủa cái xe là 22 năm rồi. Dạ, thấy con kỹ quá ha. Kỹ bưng á. Sửa lại á. Dạ, thấy con kỹ nè. Dạ. Xe này gắn bó cô hơi bị lâu á. Hơi bị lâu mà vừa rồi dân Hà Nội kêu lại cô bảo xe đi mãi 20 năm chơi con mượn lại chiếc xe của cô đó, cái mượn lại chiếc xe của cô có một vấn đề cô đi bạn mà con mượn lại chiếc xe của cô cũng đưa tiền lại cô làm chiếc xe đi lại phải cầm bao nhiêu cái thải về đổi chừng bằng nước á không bạn với cô tổng 5 triệu chơi cũng đưa cô 5 triệu cô làm lại chiếc xe rồi cô lại chiếc xe này hồi nào xong rồi con phải lại xe chứ không có xe cô xe làm ăn. Xe làm ăn nữa làm tới mấy một năm nữa con có chờ được không? Rồi dân Hà Nội vô hẳn không thuê xe của cô mà không phải thuê xe ca mua bận thuê xe bận hát lấy bận nhạc đi á rồi thuê xe của cô mãi tiền là cứ cô nằm sao rồi yên bận đi đồ rồi luôn con đi con làm yên làm mà đừng ăn bận của cô được đâu. Ê, vui ha. Ủa, khoảng cỡ sang tháng mấy là cô Hoa băng bánh qua trung thu mùa mưa rồi à qua trung thu hả? Dạ. Mưa là đầu quá thôi, cái kè ăn không? Dạ.